Xin chào các bác và các anh em. Ở buổi chiều hôm nay thì em cũng nhận được hai chiếc băng số, một chiếc AAB K1000 của một bác ở Vĩnh Phúc và một chiếc băng số có cái tên là Zson VF9 của bác ở Thường Tín, Hà Nội. Thì đối với chiếc băng số Zson VF9 này thì lần đầu tiên em được căn chỉnh chiếc băng số này. Và sau 1-2 tiếng đồng hồ thì em cũng đã khám phá ra các cái chức năng cũng như là đem lại cho chiếc băng số này một cái chất âm mà nó cũng khá hay. Và em là cái người mà chuyên môn chia sẻ các cái kiến thức về băng số. Thì mỗi khi mà có những chiếc băng số mới lạ mà em chưa chia sẻ với các anh em thì em lại có thể là vừa căn chỉnh cho khách, em lại vừa chia sẻ với các anh em để cho các anh em mà đang sử dụng các cái dòng băng số mà em đã từng căn chỉnh thì ít nhiều thì em cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực băng số, thì em cũng có thể là khám phá được nhiều cái cơ bản ở trên những cái dòng băng số mà em đã căn chỉnh, thì em lại chia sẻ với các anh em để các anh em khi mà đang sử dụng các cái dòng băng số này thì các anh em có thể là nắm được và tự mình có thể căn chỉnh được cho nó tốt hơn. Còn khi mà các bác gửi đến cho em thì có lẽ rằng là nó sẽ hoàn thiện hơn. Thế nhưng mà nếu như các bác mà tự làm được cũng có cái thú vui của cái người mà tự mình khám phá ra những cái thiết bị âm thanh. Thì tính em cũng thế thôi. Ngày xưa thì em cũng rất thích là tự mình khám phá trước. Sau đó nếu không được thì mình sẽ nhờ những người khác. Chính vì lẽ đó mà từ cái vấn đề mà em chịu khó nghiên cứu khám phá thì em cũng có thể hiểu biết hơn các bác một chút về các cái vấn đề về băng số. Thì đối với chiếc băng số này thì nó là băng số chính hãng, và khi các bác mua thì đôi khi thì những cái người bán hàng có lẽ rằng em nghĩ rằng cũng chưa hiểu hết được các cái chức năng ở trên băng số, và có lẽ rằng cài đặt nó cũng chưa là kỹ càng, cho nên rằng là gần đây thì em cũng hay nhận được những chiếc băng số hàng mới chính hãng của các bác anh em gửi đến. Thì tất nhiên là băng hàng mới chính hãng mà loại đắt tiền thì phải nói rằng là nó cũng hay chứ không phải là không hay, chẳng qua là như vậy là chúng ta chưa biết cách khai thác và căn chỉnh nó để đem lại một chất âm tốt cho chúng ta khi sử dụng. Thế còn những cái loại vang số mà hàng mới mà lại rẻ tiền thì em nghĩ rằng là nó cũng không hay lắm. Thì đây là các cái cấu hình cũ, thì trong đó có cái cấu hình H1, H2. Thì bây giờ trước tiên em sẽ thử một cấu hình mà em cũng đã làm để cho các bạn nghe được. Và cái âm lượng mic là hiện giờ em đang để là 40, và cái cấu hình của em thì em đang để là cái effect tổng thì là 34. Thì nói về giao diện phần mềm của chiếc vang số này thì nó cũng giống như các dòng vang số đời mới như hiện nay, các cái dòng của CAF hay là dòng của Bicason hoặc là của thằng hôm rồi thì em có căn chỉnh cả cái dòng của quên mất tên rồi, nhưng đại khái là các cái dòng vang mới bây giờ thì nó cái giao diện phần mềm nó na ná như này, và chiếc vang số này thì có hai đường mic riêng biệt. Và đây là một cái cấu hình của em, thì về cái âm lượng mic thì em đang để 40 và cái effect tổng đang là 34. Bây giờ sẽ gọi nó ra. Đây là cấu hình của em đã làm ở trên chiếc băng số này cho cái bác ở Thường Tín, Hà Nội. 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 6 6. Và em sẽ gọi cấu hình cũ là cấu hình H1 này để có một sự so sánh để cho cái bác mà gửi chiếc băng số cho đến cho em, và các bác mà xem video clip này các bác cũng có thể là đánh giá được về cái chất âm mà sau khi em đã căn chỉnh. Thì ở cái effect tổng của cái cấu hình cũ thì đang để giá trị 28, và cái âm lượng mic thì em vẫn để là 40. Em chỉ có thay đổi về cái âm lượng mic thôi, tức là để cho cái âm lượng mic này nó cân bằng để có sự so sánh với cấu hình em đã làm. Thế còn effect tổng của cấu hình cũ thì là 28. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 9. Và cái cấu hình thứ hai đây, H2 này là cấu hình cũ, thì cái effect tổng là cũng để là 28. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 2 3 4 5 6. Và cấu hình của em đây, thử mic lại cái cấu hình của em. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8 9 10 1 1 2 2 6 7 8
cấu hình mà em đã làm. Thì ở cái phần music thì em không nói đến, bởi vì phần music thì nó cũng không có gì đặc biệt, bởi vì là nó cũng có
10 giải của anh Dư, nó cũng bình thường thôi, không có gì khác biệt. Ở trong phần mic thì chiếc bằng số này có 15 giải của anh Dư. Thì tại sao mà như vậy, là cái chất âm của các bình cũ mà nó cũng là âm lượng 40 nhưng mà khi alo trên mic thì nó thiếu đi cái âm sắc của cái giải trầm và giải trung trầm, và cái độ mềm mại của giải trầm và giải trung trầm, và cái giải chép nó thiếu đi cái độ sáng, độ nhuyễn. Bởi vì một là cái chế độ mà mic mic frequency này là một cái mà hỗ trợ cho cái phần âm sắc của phần mic, thì chúng ta nên để giá trị là 5 Hz. Và cái noise gate này, cái noise gate này thì lúc nãy ở cấu hình cũ thì không phải là cái giá trị như này đâu. Ở cái mục này đây, ở cấu hình cũ em gọi ra để các bác có thể là xem được. Cho nên tại sao mà mic nặng mà thiếu đi cái sự mềm mại của giải trầm, giải trung trầm, và cái giải trung, giải chép nó lại thiếu sáng như vậy. Đây, ở cái phần mic của cấu hình cũ thì cắt tần số là 91 Hz ở tần số thấp, và chế độ mic frequency switch này là 4 Hz. Và cái noise gate này thì em căn chỉnh vang số bao giờ em cũng rất chú trọng đến cái vấn đề noise gate. Thì ở đây giá trị lớn nhất là 10, thì em đang để giá trị 5 em cảm thấy hợp lý. Còn cấu hình cũ là 2, và các tần số thấp ở cái phần mic này là quá cao. Trong khi cái cấu hình của em và ở trong cái phần, nói chung nó nhiều mục lắm, thì bây giờ thôi em chia sẻ luôn các bác ấy và anh em ở cái cấu hình mà em đã làm cho nó dễ. Chứ còn so sánh những cấu hình cũ thì nhiều cái nó cũng không hợp lý. Chính vì mà đặt những giá trị không hợp lý thì nó chất âm nó không thể như vậy là mềm mại ở cái giải trầm và giải trung trầm, và cái giải cao nó thiếu đi cái độ sáng, độ nhuyễn. Và trong khi cấu hình của em này em cũng chưa can thiệp gì đến cái giải của anh Dương, hoàn toàn để giá trị cân bằng, và kể cả cái phần main này em để giá trị cân bằng cũng chưa can chỉnh gì, mà chất âm mic nó đã có một cái độ mà mềm mại mà sáng nhuyễn như thế. Thì ở cái mục mic này thì các bác anh em lưu ý cho em là để giá trị 5 Hz, ở cái noise gate này để giá trị là 5, và trên chiếc vang số này cho phép chúng ta can chỉnh hai đường mic riêng biệt. Thì hiện giờ em mới căn chỉnh, gọi chưa căn chỉnh gì, phần mic chưa căn chỉnh gì. Tiếp đến là sang cái phần effect. Sang phần effect thì các bác em để lưu lại trên màn hình thời gian khá lâu để cho các bác anh em có thể là nhìn vào một cái thông số ở trong phần effect. Khu vực bên này là khu vực về căn chỉnh hiệu nghe cho. Khu vực bên phải này, góc bên phải này là căn chỉnh hiệu ứng dị vật. Và các bác anh em có thể là tham khảo các cái thông số ở đây. Thì còn cấu hình cũ thì nó hoàn toàn là nó không giống với cấu hình của em. Nó không giống. Và ở trên chiếc vang số này thì các bác lưu ý ở trong phần effect là cái mục mà dì vợt bát đam và cái dì vợt check đam này. Và em cũng đã chia sẻ rất nhiều cái video clip liên quan đến cái dì vợt đam binh và cái dì vợt đam binh. Thì nhiều chiếc vang số thì nó chỉ là chung một cái chức năng là dì vợt đam binh, nhưng ở trên chiếc vang số này thì nó có phần bát và phần check, nó cũng giống như nhiều cái loại vang số để mới bây giờ. Thì các bác và anh em lưu ý ở cái dì vợt đam binh bát và dì vợt đam binh check là trong cái phần dì vợt sẽ lưu ý như thế. Và các tần số thấp, các tần số cao, rồi các vị trí equalizer các bác cũng để ý. Và đặc biệt ở trong phần main thì các bác lưu ý như thế này, về cái cắt tần số thấp thì theo em thì các bác nên cắt ở giá trị từ 50 Hz đổ lên, bởi vì đối với các dòng loa full bây giờ thì đa phần là sử dụng ở cái giải tần số 50 đổ lên hợp lý. Và chế độ đặt chế độ làm việc ở các tần số thấp nên đặt chế độ là booster wood. Thì nó có cái chế độ USE 12 dB và USE 24 dB. Thế nhưng mà em cảm nhận được rằng là chúng ta sử dụng chế độ mà booster wood là một chế độ mà hợp lý. Và đặc biệt là các cái dòng vang số đời cao thì em đã chia sẻ với các bạn anh em là chúng ta nên cắt ở một cái giá trị cao hơn các cái đời vang số đời cũ ngày xưa, hoặc là các cái loại vang số hàng bãi đời cũ. Hàng vang số hàng mới bây giờ thì có một cái tính chất là cắt tần số cao là phải cắt cao hơn cái đời vang số đời cũ ngày xưa, cũng như là đời vang hàng bãi cũ. Thì hiện giờ là tối đa là 20,6, có chế độ là không dùng, nhưng mà tối đa ở cả giá trị tần số là 20.600 Hz. Thì em đang sử dụng ở 20.200, và chế độ mà làm việc ở các tần số cao là 24 dB 3 xe, chế độ là 3 xe 4 dB. Và ở trong cái phần main thì trên chiếc vang số này nó có một chức năng chọn về phần tông. Thì ở cái mục mà gen tele này là một cái tính chất mà nó gọi là dịu dàng, và cái bright này tức là gọi là về chất âm về sáng. Thì theo em ở chế độ main này, ở cái đặt chế độ ở trên main trong cái mục này thì các bác anh em nên đặt ở chế độ là gen tele,
một chế độ mà nó đem lại một cái chất âm mà nó mềm mại, dịu dàng hơn. Còn chế độ Pride này là chế độ sáng. Và ở trong cái phần compressor này, trong phần compressor thì em cũng có sử dụng cái chế độ compressor. Và các thông số ở đây thì các bác và anh em có thể tham khảo. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái chế độ là flat, là một cái chế độ mà nhanh, làm việc nhanh. Còn cái mi này là làm việc trung bình, và cái slow này là làm việc chậm. Thì theo em là các bác nên sử dụng ở chế độ flat thì là nó sẽ hợp lý. Thì những cái này nó sẽ bổ sung cho cái phần âm sắc. Ok, nếu mà ở trong phần main thì nó sẽ liên quan đến cả phần nhạc và phần mic. Thì các bác sẽ lưu ý ở cái phần phần main này thì nó có các cái mục như thế này. Và một cái tỷ lệ ở trên main thì các bác có thể là xem tham khảo e cho gọi là đang để 100% và revert là 42%. Thì tùy từng cấu hình thì em sẽ thay đổi các cái giá trị ở trong phần main này để cho nó phù hợp. Khi mà em làm thì các cái cấu hình thì em sẽ thay đổi từ mic. Mỗi một cấu hình thì phần mic nó thay đổi, phần effect thay đổi, phần main thay đổi, là những cái cơ bản nó sẽ đem lại một cái chất âm khác nhau ở trên các cái chế độ ở trên vang số. Còn các cái cổng sub, cổng canter, cổng sâu dao thì chúng ta cũng dựa trên cái chất âm của cấu hình đấy để chúng ta sẽ đưa ra một cái chế độ mà nó phù hợp. Thế còn nó quay trở lại với lại cái quay trở lại với cấu hình cũ thì thấy em chia sẻ như thế này để cho các bác lướt qua, là cái cấu hình 1 thì ở phần mic đây, như các bác anh em đấy thì sử dụng là 4Hz và nó sẽ gate ở chế độ 2, các tần số thấp là 91.9Hz. Thì các tần số thấp này thì em đã chia sẻ với anh em, không phải chúng ta cắt cao lên, không phải chúng ta cắt cao lên mà như vậy là làm cho cái phần âm trầm nó bớt đi, mà chúng ta phải tìm những cái tần số mà nó hợp lý thì chúng ta nên giảm đi. Còn các tần số cao này thì chúng ta nên để một giá trị từ 50-60Hz. Còn chúng ta sẽ tìm những cái tần số mà nó không có lợi cho cái phần âm trầm và trung trầm thì chúng ta sẽ giảm. Và chúng ta sẽ lưu ý đến giá trị Q để mà có một chất âm khi chúng ta giảm, nhưng mà nó lại là giảm mà đem lại chất âm mà nó mềm mại. Và ở trong cái phần effect đây, như các bác và anh em nhìn thấy thì có những cái mục như thế này: các tần số thấp, các tần số cao không hợp lý, rồi cái chế độ echo delay, rồi cái chế độ echo delay không hợp lý. Và ở trong cái phần phần revert thì cái revert high này quá dài, nó làm cho cái phần âm sắc của chúng ta bị mờ. Đôi khi cái revert high này chúng ta để quá dài thì như vậy là nó làm cho cái tính chất âm sắc của chúng ta là bị mờ, bị tối tiếng. Cho nên là cái thời gian revert này nó cũng rất quan trọng. Nó phối hợp rất nhiều thứ để mà có một cái chất âm mà nó vừa mềm, vừa sáng, vừa quyện, vừa nhuyễn. Và cái chế độ damping bass và damping check thì các bác anh em nhìn thấy nó như thế này. Và ở trong phần main thì không sử dụng chế độ compressor và đang đặt ở chế độ chậm, tức là không sử dụng. Thì những cái mục của cấu hình cũ thì có lẽ rằng là nó không hợp lý. Chính vì nó không hợp lý cho nên rằng là về cái chất âm mic là như vậy, là nó thiếu đi cái độ vừa nhỏ mic, tức là cái âm mic nó không được thoát. Cũng là cái giá trị mic là 40, cấu hình của em cũng là 40 và cấu hình trước đây cũng là 40. Nhưng mà về cái âm độ lớn của phần âm mic là nó không được thoáng tiếng, và phần âm sắc thì nó khô khan ở cái giải âm trầm và trung trầm, và giải check thì nó hơi cứng, hơi đanh. Thì đây nó cũng là một cái mà như vậy là các bác anh em có thể là tham khảo một cái cấu hình mà em chia sẻ với các bác anh em. Thì đối với những chiếc vang số mà em chưa có clip để mà gửi tới các bác anh em về cái phương pháp hoàn chỉnh hay là những cái thông số cơ bản thì em lại sẵn sàng chia sẻ với các bạn anh em để các bạn anh em có thể là dựa vào các thông số đó, các bạn anh em có thể là phát triển thêm cho nó phù hợp về cái phần giải quanh dư ở trong cái phần mic hoặc là ở trong cái phần main, để chúng ta có thể là thay đổi để cho nó phù hợp tính chất của thiết bị, phù hợp tính chất của loa. Và các bác xem, các bác cảm thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh Thanh Hồng Audio TV, và nhớ cho em những cái lời động viên, những cái bắt tay, những cái lời động viên để cho em như vậy là có cái động lực thường xuyên gửi tới các anh em những video clip mà em nghĩ rằng là nó cũng hữu ích cho các anh em đang sử dụng bằng số. Và bây giờ thì em xin tạm biệt các bác anh em, hẹn các anh em trong những video clip tiếp theo.